Hi, xin chào mọi người. Hiện nay, mặt nạ là xu thế cho chúng ta đang lựa chọn vào tất cả các mùa, mùa nắng mưa thất thường ở Sài Gòn và bốn mùa không rõ rệt ở miền Bắc. Hiện nay đang là mùa hè thì da của chúng ta rất là khô. Chúng ta nên lựa chọn cho mình một cái mặt nạ phù hợp với bản thân mình đúng không cả nhà ơi? Và hiện nay bên công ty Việt Beauty của em rất là nhiều sản phẩm mặt nạ Sunface giúp dưỡng ẩm cho làn da, tránh mất nước và dưỡng trắng, trị mụn, rất là nhiều công dụng và đa công dụng luôn nha. Đây là mặt nạ sữa tươi, collagen, trái cây, ốc sên, ngọc trai và trà xanh. Có 6 loại mặt nạ cho phù hợp cho tất cả mọi loại da và các bạn nào cũng sẽ có thể xài được, cả nam và cả nữ, hoặc có thể là người lớn tuổi mình cũng có thể xài được. Và hôm nay em đã có mời một khách mời, đó là bạn Thư. Bạn có thể cho mình ý kiến của khi mà bạn sử dụng cái sản phẩm mặt nạ Sunface bên công ty của mình không? Xin chào tất cả mọi người. Mình là khách hàng rất là thân thuộc bên công ty của Việt Beauty. Thì mình đã sử dụng rất nhiều mặt nạ nhưng mà mình đã không có ưng ý về sản phẩm nào cả. Thì từ khi mình được giới thiệu về cái loại mặt nạ Sunface này, mình rất là yên tâm về sử dụng cái mặt nạ này luôn. Bởi vì các bạn cũng biết rồi đó, thời tiết của Sài Gòn nắng mưa rất là thất thường, nhiệt độ thì có lúc thì UV lên tới 40 hoặc là 39 độ C thì rất là ảnh hưởng tới làn da của mình. Nhưng từ khi mình đã xài cái loại mặt nạ Sunface này thì mình rất là yên tâm luôn. Làn da của mình đã cải thiện rất là rõ rệt. Các bạn có thể thấy là rất là trắng và mịn luôn. Thì mình rất là cảm ơn về cái loại mặt nạ Sunface này. Rất là cảm ơn công ty đã giới thiệu cho mình. Rồi mình cảm ơn bạn Thư rất là nhiều. Bạn đã chia sẻ kinh nghiệm của bạn khi xài sản phẩm mặt nạ Sunface bên công ty Việt Beauty bên mình. Mình cảm ơn bạn đã cho mình một ý kiến. Mình sẽ hướng dẫn các bạn đắp mặt nạ nha. Và người thử cũng là bạn Thư, vì bạn Thư đã từng xài qua sản phẩm của công ty mình rồi. Rồi, và bây giờ mình sẽ thử cái mặt nạ ngọc trai này để đắp cho bạn Thư nha. Rồi, đầu tiên là mình sẽ xé mặt nạ ra nha các bạn. Rồi, nếu như mà mình sợ nó vết nước nhiều thì mình có thể vắt nhẹ sơ nhẹ thôi nha các bạn. Vắt nhẹ để cho nó không phải chảy nước xuống cổ hoặc là tai của mình nha. Nhớ là sẽ nhẹ thôi. Rồi sau đó mình sẽ đắp lên mặt nha các bạn. Trước khi mình đắp mặt nạ thì mình nhớ rửa mặt cho sạch rồi mình hãy đắp mặt nạ lên nha. Rồi, trong cái mặt nạ này thì nó có hyaluronic acid nha các bạn. Đó là hạt chất để làm trắng nha các bạn ơi. Rồi, mình đắp mặt nạ lên, mình có thể massage nhẹ. Mình massage nhẹ từ 5 đến 10 giây cho cái hạt chất của nó thấm đều vô da. Rồi, sau 10 phút sau, mình đã thấy cái mặt nạ nó đã khô rồi. Thì các bạn sẽ đổ cái nước ở bên trong còn dư ở bịch ra. Rồi, và mình tiếp tục massage lên một lần nữa cho cái hạt chất của nó thấm đều vô da và thấm đủ nha các bạn. Còn nếu như mà các bạn chỉ đắp trong mặt nạ thôi thì nó chỉ là vừa đủ chứ nó chưa đủ nha. Rồi mình massage nhẹ nhàng ở cái gương mặt. Sau khoảng 15 đến 20 phút thì mình gỡ mặt nạ ra và rửa thật sạch lại với nước sạch là mình sẽ thấy cải thiện làn da rất là căng, mịn và trắng sáng nha. 15 phút sau mình có thể gỡ mặt nạ ra. Sau đó mình đi rửa mặt.
Rồi, các bạn thấy không? Sau khi đắp mặt nạ thì da rất là căng và mịn và trắng. Đây, cải thiện rõ rệt hoàn toàn luôn. Khi mà mình mới vừa đắp một chiếc mặt nạ thì da của bạn Thư rất là mịn luôn nè, rất là êm luôn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn